Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn hai anh em Nguyễn Quang Trung và anh em Nguyễn Lâm Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Toản, anh em Kunilu, anh em Vũ Luận, anh em Bún Thang, anh em Quang Minh Trần và anh em Văn La đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định, ổn định hàng tháng. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Văn La. Ngày hôm nay anh em đã chính thức đạt được cái huy hiệu 15 hội viên ủng hộ kênh Game Today. Rất là cảm ơn anh em trong suốt khoảng thời gian 1 năm vừa qua đã ủng hộ cho kênh, ủng hộ tôi. Và theo cái truyền thống của kênh Game Today thì bất cứ ai mà đạt được cái huy hiệu 15 thì tôi sẽ làm một cái clip dành riêng cho người đó để cảm ơn cũng như tri ân anh em đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian 1 năm. Và anh em Văn La sắp tới tôi sẽ làm một cái clip để cảm ơn anh em. Chính vì thế anh em muốn tôi chơi cái bộ nào thì anh em có thể nhắn tin hoặc là comment phía dưới clip này anh em nhé. Mà cũng không cần phải là cái clip này, anh em có thể comment vào bất cứ clip nào của tôi cũng được. Hoặc là anh em cũng có thể là nhắn tin ở trong fanpage cho tôi, cũng rất là ok nhá, tôi sẽ nhận được hết. Thì tôi sẽ dành cái clip đó để tri ân anh em. Ok, tôi sẽ làm những cái clip tôi sẽ làm những cái line up mà anh em yêu cầu. Đấy, anh em mong muốn nhá. Còn trong cái clip ngày hôm nay, trong video này, tôi làm ra để dành tặng riêng cho anh em Đinh Việt Phú, một trong những anh em fan cứng ở trên kênh. Anh em Đinh Việt Phú cũng là một trong những cái anh em fan VIP Pro nhất ở trên kênh đấy. Đấy, xin giới thiệu với anh em nếu anh em chưa biết. Rồi, thì hôm nay tôi sẽ chơi theo yêu cầu của anh em Đinh Việt Phú. Tuy nhiên là tôi sẽ giữ kín cái bí mật là cái layup. Đấy, chỉ có anh em Đinh Việt Phú mới biết được tôi chơi gì thôi. Có các anh em thì cứ từ từ anh em nhá, cứ bình tĩnh, hồi sau sẽ rõ. Trước tiên thì nói chung là cứ mạnh đã, bài mạnh thì cho vào đã nhá anh em nhá. Đấy, còn nếu mà không mạnh thì có thể là để thêm, chèn thêm một con Eco vào cũng rất là ok, giữ máu đầu game. Đấy, còn tôi cũng sẽ không chơi Eco trắng đâu, tôi sẽ không bỏ cờ ra đâu. Nếu mà bài mạnh, ví dụ như là 3 Goblin đầu game này. Đấy, 3 Goblin 3 Mech thì rất là ok nhá, là đầu game có thể chơi được. Đấy, hoặc là 3 Hunter. Thì bây giờ tôi không có Hunter, tôi sẽ mua Goblin Mech trước. Búa set này, búa set nhưng mà lại không có Hunter để chơi anh em ạ. Thế lại chán nhở. Thôi rồi, cứ mạnh mà chơi thôi. Đây tôi ghép được cái gì không? Ghép được cái chén thánh. Không có búa set anh em ạ. Thôi ghép cái chén thánh đầu game cũng được, cũng chơi được. Nếu có cái giáp xoay tôi cũng ghép cái giáp xoay đấy, nhưng mà không có. Thôi ghép cái chén thánh cũng được anh em ạ. Kẹp hai spirit vào chơi. Hai spirit kèm thêm một con zipper này nó cũng khỏe lắm nhá anh em nhá. Đầu game ấy, zipper này là 800 máu. 800 máu ở level 1 sao. Và quan trọng là cái skill của nó là cái skill mà xuyên giáp. Cậu ba này, cậu ba lại fan tôi rồi. Ra ở đây nói chung là cứ vào game nào là gặp fan game đấy thôi anh em ạ. Anh em thấy clip liên tục lên liên tục toàn gặp fan luôn ở trong kênh luôn. Dã man thật. Đây có 3 mech này, cho 3 mech vào. 3 mech 2 Clay cũng được. Up cấp lên cấp 5. Thực ra chén thánh này cho zipper vẫn khỏe hơn anh em ạ. Còn zipper 800 máu. Zipper 800 máu nó đỡ phí chén thánh. Con Agali nó chỉ có 750 máu thôi, tức là đánh phải tụt xuống là chỉ còn có khoảng 300 máu thì nó bắp lên thì nó mới có thể là tận dụng được hết cái chén thánh anh em ạ. Còn cái con zipper thì ôi zipper chết luôn ấy hả? Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Trâu lắm anh em ơi. Line kết hợp với Goblin đầu game. Có bắp giáp. Rồi. Đôn cái mà. Trứng này. Trứng với một con zipper à? Zipper 2 sao. Nếu mà bây giờ lấy trứng đập zipper 2 sao luôn, tôi nghĩ là đập luôn anh em ạ. Không tiếc, không tiếc tiền, không tiếc tiền. Nếu mà lỗ thì chỉ lỗ mất 3 đô thôi. 3 đô thôi nhưng mà chúng ta sẽ kiếm được 3 đô sớm. Tôi nghĩ là nên đập trực luôn. Đập luôn anh em ạ. Không tiếc, không tiếc anh em nhá.
lỗ 3 đô ấy thực ra nó không phải là lỗ đâu, bởi vì nó đập như này này, chúng ta thắng 3 round tiếp theo chúng ta sẽ gỡ lại được 3 đô thôi. Con zipper lên 2 sao thì nó khỏe lắm. Đầu game anh em ạ, 1600 máu kèm thêm cái chiến thành sẽ giúp tôi đánh được cái chuỗi thắng. Nên là không tiếc, không tiếc, không tiếc, không tiếc. Kể cả là có nhiều khi nhá, là tôi còn đập luôn cho 1 đô ấy. Nếu mà ví dụ như Heaven Bomber này mà ra mà có Blink thì tôi đập luôn ấy. Tôi đập trứng luôn cho Heaven Bomber luôn. Rồi, cứ từ từ. Tôi sẽ form máy bay dần dần nhờ cái việc là có những cái free roll. Thực ra là chúng ta đã tiêu hết cái 3 đô mà chúng ta bị lỗ rồi đấy anh em. Chúng ta round này chúng ta chiến thắng, chúng ta có một lần free roll nữa là chúng ta tiêu mất 2 đô rồi. Đấy, nên là quan trọng gì đâu. Quả trứng có ra thì là đập thôi, lên 2 sao sớm anh em ạ, 2 đô 2 sao cánh kèo. Hay quá nhờ. đây rồi. Đây rồi, còn ai đây rồi. Buồn nhá. Quá ok luôn anh em ơi. Đấy. Rất là khỏe. Đầu game mà được như thế này là phải nói là rất là khỏe rồi đấy. Để tôi xem là có thằng nào mạnh không nào. Chưa gặp bằng top 2 à? Top 2 chưa gặp. Top 2 chơi gì đấy? 3 Warrior, 2 con Witcher 2 sao. Ăn được không? Tôi có 3 con, 3 con 2 sao mà có bộ này ở đây, có bộ Goblin. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Bộ này của tôi nó khá trâu. Tôi nghĩ là ăn được rồi. Tầm này 3 con 2 sao nhưng mà ở trong bộ Goblin anh em ạ. Vô tư đi. Được, ăn được, thoải mái, yên tâm. Ui. Ui nhưng mà có vẻ như nó dí hơi nhanh ấy nhở. Thôi chết rồi. Ui mày quá anh em ơi. Tự nhiên này con ảo ảnh nó lại kéo cái con rơi ra. Thế là tôi tung một trưởng. Tung một trưởng thì nó ăn. Hồi máu phát nữa. Đúng rồi, hay quá. Ui tôi chết rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Được không, được không, được không, được không. Được không, giết chết cái con tabu. Ui vẫn được anh em ạ. Ảo quá anh em ơi. Cứ giết được tabu là ăn rồi. Tôi cứ tưởng là cái con zipper của tôi nó chết là tôi thua, nhưng mà không. Tôi vẫn còn con Heaven Bomber 2 sao nữa cơ mà. Đấy rồi. Avenger Clay 4 này à? 4 này chưa mạnh bằng. 4 này toàn 1 sao anh em ạ. Từ từ đã. Đợi chút. Bây giờ 3 con Goblin mech chúng ta toàn 2 sao. Đấy, của chúng ta còn toàn 2 sao. Với cả thắng ấy là chúng ta sẽ được cái công nghệ make free roll. Thế nên là tôi vẫn cứ giữ lại thôi. Để free roll anh em ạ. Ok, to đấy. Cô lần Witcher 2 sao nhưng mà chưa chắc ăn được tôi. Tôi cũng to mà. Vui máu luôn. Khỏe chưa? Trầu lắm anh em ơi. Goblin make đầu game full 2 sao rất khỏe luôn. Ui dồi ơi anh em ơi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lên level 7 là kẹp vào là 4 nai. Vẫn chơi 3 Goblin Mech. Vẫn chơi 3 Goblin 3 Mech để kiếm tiếp công nghệ Mech Drone anh em ạ. Cái này tôi cứ giữ 3 Goblin 3 Mech đến khi nào mà tôi lên được 8 tôi mới bỏ. Bộ này tôi cứ nhét thẳng lên 8 thôi anh em ạ. Anh em cũng đoán là tôi chơi bộ gì rồi đúng không? Godline. Lâu lắm rồi chơi chơi anh em ạ. Kỵ sĩ bất tử anh em nhá. Chắc là sẽ có một trận Godline. Nhưng mà Godline sẽ chơi theo cái kiểu thế hệ mới nhá anh em nhá. Từ trước khi mà update là tôi chưa có chơi Godline mà tôi chơi là Godline lâu lắm rồi. Godline là chơi 6 line. 6 line kết hợp với 4 God đánh ở level 9 cơ. Mà tôi bây giờ tôi chơi là tôi có một chút thay đổi. Theo coi như là thể theo nguyện vọng của anh em Đinh Việt Phú nhá anh em nhá. Anh em Đinh Việt Phú thì cho tôi chơi là 4 line thôi. Thế nên là tôi sẽ chơi 4 line thôi. Từ nữa tôi sẽ chuyển dần xong rồi là form cái bài 4 line nhá anh em nhá. 4 line kết hợp với cả 4 God. Chưa không chơi 6 line đâu.
Sau đó tôi sẽ kẹp thêm những cái con thuộc cái hệ mục sư vào, xem là cái sức mạnh của cái bộ này nó có tăng, gia tăng sức mạnh nó nhiều không. Đấy, trước khi mà có cái hệ 4 mục sư ấy là tôi có chơi godline rồi. Sau đó tôi bỏ, tôi không chơi nữa. Đấy, bây giờ tôi lại quay trở lại tôi chơi cái bộ này. Không biết là sức mạnh nó thế nào, thử phát biết anh em nhá. Rồi, lấy cái giáp đã. Tạm thời là cái giáp và tôi đồ tôi vẫn sẽ dồn cho Zipper thôi anh em ạ. Zipper thì nó mạnh hơn là Agali. Agali Clay không mạnh bằng. Bởi vì làm sao Agali Clay cái skill của nó ấy là 10 giây. Đấy, trong khi là Zipper ấy thì cái skill vớ vẩn thua nhá. Không. Đừng thua vớ vẩn thế. Ok. Chưa thua. Cứ tưởng thua ạ. Bởi vì round này tôi cũng chưa up được cấp. Nếu mà thua cái round này thì lãng phí lắm anh em. Cái con Agali ấy, cái cooldown của nó, cái trưởng của nó thì cũng mạnh. Đấy, cũng là sát thương là chuẩn. Nhưng mà bị cái là nó cooldown lâu anh em ạ. Trong khi đấy thì cái con Zipper thì nó xoay rất nhanh. Chỉ trong vòng 4 giây thôi là xoay được một phát rồi. Đấy, mà nó cái diện rộng, cái AOE sát thương diện rộng của nó ấy, là nó lên tới là 2 ô, 3 ô anh em ạ. 3 ô cơ. Nó rất to. Nó giống như cái phạm vi của cái giáp thép ấy. Chính vì thế là nó vẫn to hơn là cái con Agali. Agali nó chỉ xung quanh thôi. Xung quanh con Agali thôi, tung trưởng xung quanh thôi. Yếu hơn. Ui, to nhá. To đấy, nhưng mà chưa chắc ăn được tôi. Chưa chắc ăn được. To nhưng mà lại vẫn đang là cấp 5. Tôi lên cấp 7 rồi anh em ơi. Ok. Chưa có cửa bạn ơi. Chuối. Được đấy. Mặc dù là hết tiền nhưng mà có chuối là ngon rồi. Free công nghệ make là free tiền roll rồi. Con này thì mua thì cũng được. Tí nữa combo. Chơi combo với cả con heo của Lai. Tôi sẽ chơi Grim quật mực, sau đó thì heo của Lai sẽ tung skill. Đấy, tung skill để có thể là tí nữa sẽ là khống chế. Khống chế đấy xong lại kết hợp với một con nữa. Anh em biết là con nào không? Đấy chính là khi mà tôi lên được 9 tôi sẽ kẹp thêm được một con Light Spirit. Thì nó sẽ kết hợp với con heo của Light, nó tạo thành một cái combo gia tăng cái sức mạnh. Đấy. Hóa đá sau đó thì là hiện hồn. Khỏe đấy. Tôi nghĩ là nó sẽ rất khỏe đấy. Đánh ở level vẫn là level 9 thôi. Nhưng mà nó sẽ là kẹp 3 mục sư. Ba mục sư thì chắc chắn là nó sẽ là một slot cho heo này, một slot cho Light Spirit và một slot là cho cái con God of Light rồi. Phải quá anh em ơi. Bây giờ mà tôi lên 8 rồi kẹp thêm một human vào cũng được ấy. Đấy, bây giờ thì tôi phải lên 8 rồi mới kẹp human. Còn đánh ở 7 thì tôi không kẹp human ở đâu, tôi không tham thế đâu. Đánh ở 8 thì tôi kẹp thêm để tôi kiếm cái quyển sách. Thế đó, còn đánh ở 7 thì vẫn phải là 4 line chứ. 4 line mạnh hơn. 4 line kẹp với cả 3 goblin. Giáp mà nó lại bắp đúng vào cái con Clay thì thôi, con đấy nó sẽ làm tăng cơ luôn. Có khi là cung, bây giờ tầm 6 cung cũng chưa chắc đã ăn được. Chứ đừng có nói là mấy cái con mà đám bé. Bây giờ chỉ có 6 bit thì ăn được thôi. Chứ còn 6 cung thì chưa chắc đã ăn được. 6 bit thì ăn được. Gặp bọn 6 bit. Nhưng mà cái bọn bit này nó đang eco này. Không biết là bit hay là sát thủ này. Trận này có hai thằng eco mà. Đánh rất sướng anh em ạ. Hai thằng eco mà tôi lại chơi công nghệ mách. Quá ngon. Lại được chuối cộng 10 luôn này. Đây rồi. Từ nha. Bởi vì là cái đội hình này nó mạnh rồi nên là tôi có free roll nhưng mà tôi không roll. Nó mạnh rồi anh em ạ. Nhưng mà đến cái ra quái này tôi lại muốn có cái quyển sách. Đấy, nên là tôi chắc là tôi sẽ roll mấy cái anh em nhá. Kiếm thêm một con human nữa đi. 6 lần roll mà. Ok, tôi sẽ kiếm thêm con human anh em nhá. Thế này không được rồi. Thôi. Thế thôi anh em ạ. Cái con Avenger Clay thì tôi cũng sẽ không mua anh em nhá. Tiết kiệm tiền thôi. Bởi vì vừa nãy tôi lẻ 7 tiền ấy, 27 tiền mà. Nên là nó lẻ nó cũng không được cộng 3 tiền. Chính vì thế là tôi roll để tôi kiếm cái con human nhưng mà thôi, không kiếm được rồi thôi, dừng lại thôi. Còn cái con Avenger này thì sắp tới là tôi bỏ thôi anh em. Avenger Clay tôi bỏ ngay mà. Tôi chơi 4 line thôi thì một slot là cho heo Clay, một slot là cho rơi. Đấy, một slot là cho Agali.
Và cái con rơi này thì nữa tôi cũng bỏ rồi anh em ạ. Con rơi thì tí nữa tôi sẽ thay bằng con Evil. Con Evil nó sẽ khỏe hơn. Tôi sẽ roll 3 con lên 3 sao. Rồi, chốt đồ nha anh em nhá. Đấy. Những cái món đồ cho cái bộ gót thôi. Rồi. Chưa có ma năng. Ok. Tầm này chuyển gót được chưa nhỉ? Ok. 4 gót. Như này có khỏe không? Tạm thời chưa chơi Clive vội. 4 gót dồn đồ cho con này. Ờ cũng được. Bởi vì bây giờ tôi cho 4 gót vào rồi nên là tôi sẽ không thể để cái đồ ở trên người một con Goblin được. Nó sẽ mất cái hiệu ứng gót. Tôi sẽ để đồ ở trên người con Agali anh em nhé. Chuyển tạm sang Agali bây giờ làm co ngon. Rồi. Đây nó giống như là chơi 4 đỏ đấy mà. 4 đỏ kẹp với cả gót thôi. Thì bây giờ tôi dồn đồ cho Agali. Agali được đúng vào vị trí của con Aquaman à. Hơi nguy hiểm nhỉ. Không sao. Con này hồi máu được. Hồi đi. Hồi cho con khác à. Nhưng mà cũng được anh em ơi. Đam còn nhiều. Đam còn nhiều. Còn nhiều con gây đam. Ăn rồi. Cắt chuỗi luôn. Hay quá. Ôi rồi. Quá khỏe anh em ơi. Roll thôi. Đây rồi. Evil này. Nhưng mà từ từ anh em nhá. Từ từ đã. Để xem nào. Chưa, bây giờ chưa cho God Clive ở đâu. Chưa cho God Clive ở đâu anh em ạ. Từ từ roll thêm mấy cái nữa. Đây rồi. Từ từ nha, vẫn chưa được. Đây rồi. Rồi nha anh em nhá, đủ đấy. Thôi được rồi. Cho God Clive vào thôi anh em ơi. 4 Clive, 4 God đúng không? Thừa một slot. Thừa một slot cho con Zipper này vào này. Ok. Zipper khỏe hơn, hai con này bán đi thôi. Thế thôi, xong bây giờ đủ ai đi bán lốt cái con Zipper đi, xong rồi thay bằng một con thuộc hệ mục sư, hệ linh mục ấy. Con heo là được rồi, con heo ngon á. Chuyện này có cả Feather à? Ông cầm Feather rank queen đấy. Càng đấy. Nhưng mà cắt chuối thì cũng khó. Ồ, tôi khỏe mà. Tầm này tôi khỏe rồi anh em ơi. Tôi chỉ thiếu ma lăng thôi nhưng mà tôi trâu lắm. Bây giờ chơi nai mà. Rồi thôi. Cứ từ từ đã. Bây giờ chơi chơi 3 mục sư thì chắc là rơi còn slot không. 3 mục sư thì đánh ở level 9 là kẹp được 2. 9 là kẹp được 3 rồi. 9 là kẹp được 3. 9 là kẹp được 3 tức là vẫn thường một slot. Mà một slot đấy 6 glide 2 god à. Chơi 2 god thôi. Chơi 2 god cũng được. 2 god 4 mục sư. 2 god 4 mục sư cộng với cả 6 line. Khỏe đấy. Ở level 10 anh em ạ. Nhưng mà thôi cái đấy tính sau. Bây giờ cứ từ từ đã. Bây giờ còn chưa form được mà. Gặp Warrior Beat này. Vô tư anh em ơi. 4 beat đúng không? 4 beat. 4 beat kẹp 3 Warrior. Vô tư anh em ơi. Tôi chơi god này sợ gì bọn Warrior đâu. Chơi này đánh tay còn sợ chứ chơi này hệ bắn trưởng này thì không sợ. Chơi này hệ bắn trưởng khỏe lắm. Quá khỏe anh em ạ. Đây rồi. Có lên mua rơi tiếp không nhỉ? Nếu mà chơi rơi là sẽ phải chơi ở level 10. Chơi level 10 là chúng ta sẽ chơi 2 god à. Đúng rồi, vừa lại tính là 2 god đúng không? Nếu mà muốn chơi 2 god thì ra ca lông mới chơi được, mới đủ đam. 2 gót mà đánh với bộ Nai mà chơi bằng Akali thì là phải mất 5 giây mới tung được trưởng một lần. 5 giây tung trưởng một lần thì phải nói thật là hơi chậm. Hơi chậm ạ. Khả năng gây được ít đam. Trừ khi nào nếu mà tôi ghép được 4 cái cọc ấy mà nó một phát một hit chết hết luôn ấy thì cũng căng ấy. Nếu mà nó tung trưởng một lần mà nó dọn được bàn cờ thì thôi cũng chả cần. Nói chung là tôi cũng chưa thử cái bộ này, tôi chưa biết căn cái lượng đam của cái con Akali. Chưa căn được cái lượng đam của Evil. Kẹp thử 4 cọc vào, nếu mà đủ đam thì chắc là cũng chả cần phải là 4 gót đâu anh em ạ.
Đợi tí nữa, đủ bộ đã. Bây giờ ra con heo và tôi thay con zipper rồi mà. Mà thôi tôi bán con zipper luôn nha anh em nhá. Bán nó lấy tròn tiền đấy. Rao quái rồi mà. Rao sau thì khả năng là đến những cái rao sau là tôi phải dừng lại ở 8 tôi roll. Nên là cái một chuỗi này nó sớm muộn gì nó cũng sẽ mất. Phải khẳng định là như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ mất chuỗi thôi. Đấy. Nên là thôi thì cứ bỏ zipper đi thôi. Tí nữa tôi sẽ kiếm, tôi sẽ cố gắng là tôi roll để tôi kiếm được cái con con Agali 3 sao. Đấy. Chỉ ít là Agali 3 sao, không là cũng phải thêm con Evil nữa. Chắc chắn là trong cái thời gian đấy tôi sẽ kiếm thêm cả con Khan, ít nhất là lên 2 sao. Để làm gì? Để đỡ bị đùm. Đấy, còn nếu mà một mình con này 3 sao thì là nguy hiểm nhá. Một mình cái con Agali mà nó vào trong combat và nó một mình nó 3 sao thì chắc chắn là nó bị đùm, rất nguy hiểm. Nên là cứ phải roll. Chắc chắn là tôi sẽ roll nhiều ở level 8 ấy. Sẽ còn rất lâu nữa tôi mới lên 9 cơ. Chắc phải ra 35, 15 round nữa. Thoải mái. Ok. Đây rồi. Có ma lăng rồi anh em ạ. Mãi mới ra. Ok, đủ bộ nhá. Đủ đồ rồi. Rồi, dừng lại đã anh em ạ. Tôi giờ tôi chưa có nhu cầu up cấp. Tôi cứ đánh ở 8 thôi. Ồ. Cái thằng Demon có hai con Fallen Witcher 2 sao rồi kìa. Quá đáng. Chơi Demon Beat à? Chơi Demon Beat mà có hai con Fallen Witcher 2 sao luôn. Thế thì đỡ thì đéo được nhỉ. Gặp cái mất chuỗi luôn đấy. Còn bộ Feather này thì nói chung là cũng vẫn ăn được thôi. Không sợ lắm. Feather thì không sợ anh em ạ. Tôi sợ nhất là cái bọn Beat thôi. Feather thoải mái. Đam của tôi đủ để có thể clear được bọn này. Tôi có đánh tay đâu mà. Tôi có đánh tay đâu nên là tôi có gì tôi phải sợ cái bọn này. Bắn trưởng mấy phát là bay màu hết thôi. Vớ vẩn cậu ba đi sớm ấy nhỉ. 31 máu rồi kìa. Đẩy Queen đi sớm luôn. Mà tôi sợ thằng Coca-Cola. Tất nhiên là tôi cũng sẽ không làm gì đâu. Tôi không có xả tiền gấp. Tôi xả tiền hết cái đồng tiền này để tôi lên cái con Agali đâu anh em. Tôi cứ đứng ở đây tôi roll thôi. Mất chuỗi thì thôi mà kệ thôi. Ui anh em ơi, Fallen Witcher của nó lên 3 sao rồi kìa. Rồi nó lại còn kẹp được một con Whisperseer 3 sao nữa. Tức là nó sẽ gọi ra được là hai con Fallen 3 sao anh em ạ. Hai con Fallen 3 sao. Ôi mẹ ơi. Thế thì căng quá. Coca-Cola Thôn ở level 7, Hyperon à. Hyperon chưa biết. Kiếm được con Fallen Witcher 3 sao ở round thứ 22. Càng ấy, thế thì khỏe lắm. Fallen Witcher 3 sao nhưng mà nó không chỉ là một mình nó đâu mà nó sẽ là hai con đấy. Nó là hai con đấy anh em ạ. Ôi nó lên con Unicorn kìa. Unicorn của nó cũng lên được rồi. Thôi xong rồi, không ổn. Con Unicorn của thằng Coca-Cola nó cũng lên được 3 sao. Vậy là bây giờ nó sẽ có 3 con 3 sao anh em ơi. Thôi xong rồi. Nó sẽ có 3 con Fallen Witcher 3 sao anh em ạ. Khó nhờ, khó quá. Thế thì khó quá, mất chuỗi chắc luôn. Bây giờ chỉ có hy vọng cầu mong là cầu trời khấn Phật là không gặp thôi. Chứ còn gặp bây giờ thì là chắc chắn là mất chuỗi rồi. Đừng gặp nhá. gặp Assassin cũng được. Bây giờ gặp mấy cái bộ mà không sợ thì được rồi. Gặp Assassin đi, cho gặp mấy cái bộ Feather, Assassin các thứ đi. God Gear các kiểu, God Gủng, Mết Miểng các kiểu. Thậm chí là Lai thì cũng được luôn. Bộ này nó sợ mỗi beat thôi anh em ạ. God Lai sợ mỗi beat thôi mà. Tôi cũng chưa thấy sợ cái bộ nào khác ngoài bộ beat đâu. Rồi luôn tiếp rồi. Ui nó sang nó soi tôi kìa. Vãi đái. Sang định là coi như là làm gỏi tôi đây. Thực ra thì đây cơ thể tôi đây, thân thể đây, sang đây ăn đi. Ăn luôn đi bạn ơi. Tôi biết là tôi không ăn được rồi. Đỡ thì đéo được anh em. Thôi từ từ thôi, tà thôi. Ở đây roll 3 sao thôi anh em. Chứ còn bây giờ chắc chắn là mất chuỗi rồi. Đỡ làm sao được anh em ơi. Đội hình mạnh quá rồi. Không đánh được. Khó lắm. Fallen Witcher 3 sao. Quá khó. 3 con cơ mà. 3 con full đồ. Lấy cái cửa gì mà ăn anh em.
tôi có một con 3 sao cầm đồ, nó 3 con 3 sao full đồ. Trừ khi là bây giờ ra là con Light Spirit. Đấy, xong lại combo đẹp của con heo Light thì may ra mới ăn được. Khó lắm. Cái đấy thì chắc tỷ lệ là còn như là trúng số độc đắc. Khó. Giết được thằng này luôn này. Roll tiếp nào. Có khi nào mà tôi không chơi rơi nữa không nhở? Chả nhẽ bây giờ hai con 2 sao mà tôi bán đi. Ở đây có một con God of War này. Bây giờ roll lên God of War lên 3 sao. Ờ. Thì thôi, thì cũng chả cần. Không cần con rơi nữa anh em ạ. Ui, tôi bán đi nó lại ra này. Bây giờ roll con God of War lên 3 sao. Bây giờ chỉ còn thiếu là ở đây là 4 con thôi đúng không? Nó là 3 đô đấy. 3 đô 3 sao là con này nó lên là nó sẽ doom vào cái con này này. Nó sẽ doom vào mấy cái con bằng tiền thôi, cung cấp bằng tiền. Cái tỷ lệ nó sẽ là chia 3. Trở thành đã nha anh em nhá, trở thành trước đã. Sống trâu đã. Đốt tiếp rồi. Đây rồi. Nếu mà con này ra ấy, thì thôi. Không cần God of War nữa anh em ạ. Con Khan thì nó dễ lên 3 sao hơn. Rồi. Anh em ơi, tôi chỉ còn thiếu đúng một con Agali thôi. Nhưng mà cái con Agali lên sớm cũng chưa chắc là ngon đâu. Nếu mà Agali lên sớm thì phải cẩn thận đối thủ nhá. Đối thủ mà ra Doom, có Doom ấy, kẹp vào đội hình thì là lúc đấy thì cũng hơi toang. Nên là cố gắng là roll thêm con Khan 2 sao nữa. Khan 2 sao là nó sẽ đu một con Khan. Ok, thằng này chơi gì đấy? Exit à? Exit, Clyde, Clear gì đấy? Không rõ. 6 Exit đúng không? Không phải. Nhưng mà khỏe thế nhở? Ui, mất chuỗi này. Sao khỏe thế? Đúng hiểu kiểu gì? À, hình như nó... À, tôi hiểu rồi. Witcher anh em ạ, Tabu Witcher lên 3 sao, đánh xuyên giáp, bây giờ mới hiểu. Ôi, ra phải khô máu luôn anh em nhá. Chưa kịp khô máu. Chưa kịp khô máu thì đã ra Akali 3 sao. Trận này nói chung là cũng có tí ông chú làm ở nhà phát hành game. Ông chú làm ở The Rodo. Đùa. Thơm rồi anh em. Ok, thì bây giờ có roll nữa không hay là lên 9 nhỉ? Lên 9 kiếm Light Spirit cho vào. Thực ra nếu mà muốn roll heo của Light lên 3 sao thì vẫn phải chờ 8. Thôi cứ chờ 8 à. Nhưng mà tích tiền 50 tiền anh em nhá. Ui thằng này to anh em ơi. 3 con 3 sao kẹp với cả 6 bit. Ui có ngộ không luôn rồi ạ. To thế. Thế thì chịu. Mẹ ơi nó đẩy cho tôi kìa. Tôi bảo tôi sợ nhất từ cái bộ này đấy. Chơi cái line up này sợ nhất là cái bộ đấy luôn. 19 máu. Toàn. Quá toàn anh em ạ. Không đủ đam để giết cái bọn beat đấy. Không đủ tăng cơ để có thể là chống được. Bây giờ có một cái thằng nào đấy nó có thể ăn được cái thằng đấy nhỉ. Thế này. Bây giờ phải có một cái người nào đấy có khả năng là đấm được cái thằng beat đi. Mà bây giờ làm gì có thằng nào có khả năng. Bây giờ thằng nào có đủ khả năng để đấm ba con Fallen Witcher 3 sao ở trong bộ 6 bit. Thấy lâu hốp vậy đái nhở. Chả có thằng nào có thể ăn được luôn. Tầm này nó lên sớm quá anh em ạ. Lên được cái con Fallen Witcher từ round 22 lên 3 sao. Sau đó ngay cái round 23 kiếm được thêm hai con Druid 3 sao nữa. Nên cái tầm này bây giờ nó bây giờ là nếu mà có một món đồ cam, tức là nó có ba món đồ cam rồi. Đấy, nó x3 lên mà. X3 chưa kể mấy món đồ tím, ví dụ như là có 2-3 cái món đồ tím thì thực ra là nó đã là 6 cái món đồ tím rồi. Rất căng thẳng. Đấy còn mấy cái bộ 9 Warrior bây giờ kiểu đang beta nhưng mà tôi có sợ thế đâu. Bộ này nó chả sợ gì cái bọn Warrior này cả. Warrior không sợ nha anh em nhá, không sợ, chỉ sợ beat thôi. Mà trận này có thằng beat to quá anh em ạ. Khả năng xịt top 1 là rất là cao. Thôi trận này cố gắng top 2, máu nhiều là chắc top 2.
Top 1 thì hơi khó, top 1 phải biết có thằng nào đẩy chết thằng đấy không. Rồi, cứ roll đi. Bây giờ cứ roll, nói chung là kiếm lên 3 sao đã anh em ạ, rồi tính. Tôi sẽ cố gắng tôi lên thêm 2 con nữa lên 3 sao. Bây giờ roll, ở lại 8 roll. Để tôi kiểm tra xem là bây giờ đối thủ, kiểm tra nào. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra đối thủ sức mạnh thế nào. Có 2 nhà beat cơ. 2 nhà beat, 1 nhà 6 assassin. Kẹp cáo 2 sao rồi. Cáo 2 sao rồi. Một nhà 9 Warrior, một nhà Ego Seed kẹp với cả Witcher. Ego Seed kẹp Witcher và một nhà là chơi 9 Feather là đang ở vị trí top 2 cậu 3. Ui anh em nhìn kìa. Nó cứ như là anh em nhìn cái bảng đi, anh em nhìn cái bảng máu đi. Anh em thấy không? Trời. Nó cứ như là tốn cơm vào cái phần còn lại của thế giới. Nhìn cái bảng máu. Nó khác hẳn luôn anh em ạ. Dã man thật sự. Tốn cơm vào phần còn lại. Ui gặp thằng Ego Seed này. Mày căng á. Nhưng mà anh em ơi, hình như là có cái gì đấy nó vừa xảy ra. Vào phát cái con Akali của tôi nó thổi phát bay bầu hết gần hết rồi. Ăn nổi không? Ăn được, tôi nghĩ là ăn được. Akali thổi phát bay bầu hết rồi. Cũng căng đấy. Nhưng mà bây giờ nhá, tôi sợ beat nhưng mà cái thằng này nó không sợ beat đâu. Đấy, ui rồi anh em ơi, cái thằng Fallen Witcher nó gặp cái thằng 9 Warrior đấm kìa. Gặp 9 Warrior vẫn đi thôi anh em ơi. Gặp bộ meta vẫn đi thôi. Beat làm sao mà đấm được 9 Warrior. Máu còn thấp lắm anh em ơi. Rồi yên tâm, tôi cứ ở đây tôi rồn. Chả có gì để vội. 75 máu anh em ạ, còn đầy. Bây giờ nhá, sợ mỗi mấy thằng beat thôi. Có 2 thằng beat đúng không. Coca-Cola, Fallen Witcher 3 sao lại vớ vẩn lại còn top 7 chứ. 3 máu. Bây giờ ai cũng có thể top 7 cho anh em nhá, trừ tôi thôi. Trừ tôi ra tất cả đều có thể là dính với top 7. Anh em nhìn đi, cậu 3 13 máu. Cái người đang top 2 đang 13 máu thì cũng có thể là sẽ là top 7 thôi. Đấy, vấn đề quan trọng là ai gặp ai thôi. Đấy, Warrior tự nhiên lại trồi lên phát, đang từ top 7 lên top 3 luôn kìa. Đấm được cái ông Fallen Witcher 3 sao kẹp với cả 6 beat. Nói chung ấy là cái bộ 9 Warrior nó vẫn đấm beat như con luôn. Đấy, hai ông beat thì cứ dè chừng Feather với cả 9 Warrior. Đấy, cũng chưa chắc là đã ăn được tôi đâu, mặc dù là trận này có hai ông counter vào đội hình của tôi. Đấy, bài này lạ, top 1 có lên clip? Có chứ anh em, đương nhiên rồi. Làm cái này là tôi xác định luôn là tôi làm để lên clip mà. Đây là cái clip tôi làm để dành tặng cho anh em Đinh Việt Phú đấy anh em, nên là chắc chắn rồi. Chứ tôi, đội hình này thật sự là tôi cũng không nghĩ ra. Đấy, đây là gợi ý của anh em Đinh Việt Phú nha anh em nhá. Tôi cứ làm theo yêu cầu của anh em thôi. Tất nhiên là cũng có một chút gọi là am hiểu tí đấy để có thể là xây dựng được cái bộ này chơi ngon nghẻ anh hiểu không. Roll xuống 40 tiền anh em nhá. Rồi thôi dừng lại đó, roll dần rồi anh em ạ. Không là 50 tiền là tí nữa là không roll kịp đâu. Ý tôi nói là đối thủ chết hết ấy, chứ còn đương nhiên là tôi thì tôi còn lâu tôi mới chết. Round này gặp cậu 3 này, nhưng mà nói chung là tôi cũng không sợ lắm. Doom 1 thì tôi cũng chưa sợ, Doom 2 còn sợ, Doom 1 này thì cũng một hit chết. Đấy anh em thấy không? Vào phát chết luôn mà, tung trưởng phát chết luôn. Còn cái bảo là cái con sắt đâu này, con xa đâu này nó đấm được vào chết được cái con Akali của tôi thì chắc là đến Tết năm sau cũng không giết được. Crit hộ mấy cái nào, crit đi. Crit đi. Ui ôi anh em ơi, trâu lắm anh em ạ. Lấy đâu ra cái cửa mà giết được. Cho giết hết được, còn một con sống rồi. Cũng được. Khó anh em ạ, quá khó, cậu ba vớ vẩn đã đi. Ui rồi anh em ơi, Coca-Cola đi rồi kìa. Ui rồi ôi, Coca-Cola, Fallen Witcher 3 sao 6 bit vẫn phải ra đi ạ. Ôi rồi mẹ ơi, ba con Fallen Witcher 3 sao với 4 món đồ cam. Úi đâu, 6 món đồ cam chứ. Ui rồi. 6 món đồ cam kèm theo đấy là ba con Fallen Witcher 3 sao mà vẫn phải ra đi top 7 ạ. Quá là đắng lòng luôn anh em ạ. Coca-Cola chắc tầm này giận tím người luôn rồi, chắc chắn rồi. Giận tím người rồi. Dã man thật sự, cái bài nó to như thế, tôi mà như thế chắc tôi top 1 luôn, nó xác định top 1 luôn. Thế mà ai ngờ top 7 ạ. Ôi, cái rank queen nó khắc nghiệt thế nhờ. Đúng là rất là khắc nghiệt luôn anh em ạ. Đánh nó căng thật đấy. Ủa, đội hình to thế mà rồi vẫn top 7. Buồn cho đối thủ luôn. Ui dồi anh em ơi, để tiếp theo lại là một cái thằng
Assassin Beat với con Sailing Assassin 2 sao về top 5. Khắc nghiệt đến lên cái cơ như thế là cùng anh em ạ. Thôi xong rồi. Quá căng anh em ơi. Đùa. Cái trận đấu nói chung là tôi vẫn 75 máu, tôi cũng không hiểu là cái lý do là tại làm sao. anh em có thể giải thích cho tôi được không? Cứ xem một trận đấu này đúng cái kiểu là như thế luôn. Đấy, tôi nói rồi mà. Tuấn Cơm và phần còn lại của thế giới. Phần còn lại thì bây giờ sắp bay màu hết rồi. Round này không biết là một phát là bay màu luôn cả hai không. Đấy, một ông là 6 assassin kẹp cọc kẹp với Akira. Có gấu assassin 2 sao thì tôi nghĩ là không có cái cửa đấm với cả bộ này của tôi đâu. Đấy. Còn một ông thì là Feather thì cũng chả có cái cửa nào cả. Đấy, nói luôn cho nó nhanh. Feather làm gì có cái cửa nào đâu. Doom 2 à? Doom 2 thì cũng hơi sợ đấy. Nếu mà Doom trúng vào con Akali. Ủa, Doom trúng vào rồi kìa. Đấy, nhưng mà Doom trúng là một chuyện, nhưng mà giết được thì nó lại là chuyện khác nha anh em nhá. Đấy, Doom trúng nó là một chuyện thôi, nhưng mà giết được không? Giết nổi không? Hết Doom rồi, mày chết. Phọt máu. Phọt máu lên rồi, ui rồi. Giết nổi không? Giết nổi không? Phọt máu lên. Ui rồi, là phọt là phát lửa này, phát lửa này. Ok ok ok. Phọt đi. Ui rồi, đã phát được. Bị hút mana anh em ạ. Giống như kiểu gì? À, có cướp điên, có MKB. Ui, lấy đồ trí đấy. Cậu ba lấy đồ trí đấy nhở. Càng đấy nhở. Càng đấy. Thế thì lại cẩn thận. Thế lại phải cẩn thận, không hồi máu được. Nguy hiểm nhờ, nguy hiểm đấy. Từ từ đã, bây giờ tôi tính là tôi vẫn đánh ở 9 thôi, chưa lên 10 đâu. Từ từ đã. Thế này đi. Thế này đam to hơn. Ừ. Để xem là liệu rằng cái con sát đầu đấy liệu rằng có sống được một round sau không. Vừa nãy tôi nghĩ là vì là bị Doom thôi anh em ạ. Bắn được một lần trưởng bị Doom hơi lâu. Đấy, tung trưởng hơi lâu. Chứ còn nếu mà bây giờ mà vào phát phọt phát chết luôn, phọt thêm phát nữa. Phọt hai phát thì liệu rằng là có đủ khả năng để Doom được không. Ok, thằng này thì lại vô tư. Thằng này vô tư thôi. Vô tư thôi anh em ơi. Vô tư đi bạn ơi. Ủa, ôm cọc à? Không, bây giờ kể cả solo luôn. Solo, solo. Ui, trời ơi. Solo hộ cái. Solo hộ cái. Bây giờ cái thằng Assassin gặp tôi chết chắc luôn. Thằng Assassin này ăn được cậu ba. Ờ, thế cơ. Assassin thì nó lại ăn được cậu ba. Đấy, nhưng mà cậu ba gặp tôi thì lại coi như là cũng không ăn được. Nói chung là tôi không sợ đâu anh em, chả sợ ai cả. Assassin tôi cũng không sợ, bây giờ cậu ba vừa lấy là hên thôi. Hên thôi anh em ơi, Doom trúng vào con Agli thôi. Bây giờ nha, tôi roll lốt mấy cái con này lên 3 sao. Bây giờ chỉ cần con Khang lên 2 sao thôi là nó cũng chưa chắc là đã Doom được vào con Agli rồi. Yên tâm, cái bộ này không sợ Feather. Bộ này không sợ Feather anh em ạ. Nếu mà nó là beat Doom ấy thì tôi còn hoảng, chứ còn Feather tôi không sợ lắm. Bây giờ chả nhẽ lại bán hết đi chuyển sang beat, thế thì có mà bay màu luôn. Khó lắm, hết tiền rồi, level 8 lấy đâu ra. Vô tư, có cái này vô tư tôi chấp luôn. Chấp là cướp điên, chấp là MKB luôn. Không sợ anh em nhá. Tôi ngoài việc hồi máu ra tôi còn giáp trâu mà. Sợ gì? Căng thẳng, căng thẳng. Đồ căng thẳng luôn. Lấy cái gì đây? Huyết trượng hay là phản đây? Lấy luôn cái huyết trượng cho nó căng thẳng anh em ạ. Đã thế chơi căng luôn nhá. Đôi công. Đôi công luôn. Sợ cái gì? Đã căng cho căng đứt dây đàn luôn này. Đó. Thế nào? Cậu ba gặp rồi. Rao này gặp Assassin anh em ạ. Rồi. Cho tăng cơ xuống phía dưới đó ấy. Assassin thì nói chung là xếp thì xếp cho vui thôi, cho nó gọi là đúng thủ tục thôi, chứ còn cái bọn này thì làm sao mà ăn được tôi anh em. Assassin làm sao mà ăn được, kể cả tôi có không xếp lại thì vẫn thua thôi. Không có cửa, thôi đi rồi đi rồi. Đi rồi đi rồi đi rồi. Để xem cậu ba có đi luôn không thôi. Cậu ba có đi luôn không? Ui giời ơi, quá đơn giản anh em ạ. Thôi nào sau dí phát lên 10 luôn à. Ok. Hay quá anh em ạ. Cậu ba cũng không thể nào đỡ nổi luôn. Đấy tôi nói rồi mà anh em. Sợ gì đâu, cái quan trọng là cái con Doom nó sống nổi được mấy lần tung trưởng. Đấy.
Nếu mà Doom mà nó sống đến cuối cùng thì may ra là có cái cửa. Chứ còn Doom chết luôn thì tôi nghĩ khả năng cao là Doom quả đấy là chết luôn đấy. Vào phát phọt trưởng phát chết luôn, chưa kịp Doom đâu. Đấy, anh em Đinh Việt Phú thấy tôi chơi bộ này thế nào? Ok không? Theo anh em thì đã coi như là hợp lý chưa? Đã coi như là chuẩn theo ý của anh em chưa? Anh em có thể cho ý kiến vào dưới phần comment nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi đã đem cái bộ bí ký Hunter Beat quay trở lại trong cái meta mới. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, người về từ cõi chết anh em nhá, xoay sở một máu lật kèo rất hay, căng thẳng từng rao đầu, anh em cứ tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.